哇！ 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 啊，对对。 lúc nhìn kỹ thấy có trái này mới biết là cây thanh long đó. Rồi chắc bao nhiêu chắc đồ của nó nhan nghề rồi nè. Thank you.
Mỹ nha. 1 2 3. Này, chơi chi bị dính hả? Mình có đem bài cho nè, mình đang tới nè. Rồi. Ủa. Bánh bao.
Con thích màu nào? Con thích màu nào? Hết. Vậy con xin lựa cái này. Rồi, con thích màu nào? Con thích màu xanh không? Ta nhưng mà màu vàng này nhìn nó lạ quá. Rồi. Đâu? Kìa ai? Nè, nha, thử lấy nước nhỏ nha. Bị nhiễm rồi. Thơm á. Đồ con màu hồng nhạt. Con ăn những cái vụ trước. Thánh lộng. Ồ, giỏi. Đố con cái này làm bằng cái gì? Hoa nho. Hoa nho chứ nó biết cho nên nó gọi. Hoa đậu biếc á, con có hồi đó con thấy hoa đậu biếc chưa? Doraemon. À, vậy mình sẽ đặt tên cái bánh bao là bánh bao Doraemon đi. Đây là bánh bao Doraemon.